Mong muốn con được phát triển trong môi trường tốt là điều không sai. Mẹ Kenta, ở đây không được chụp hình đâu. Mẹ, cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Những bà mẹ sẽ làm gì để thực hiện được khi mà điều đó đi ngược lại với mong muốn của những đứa trẻ? Chúng ta đang phải chuẩn bị cho kỳ thi của Kenta. Sao em không hiểu vậy? Sao con không làm được vậy? Con chỉ cần tập trung thì sẽ làm được thôi. Sao cô ta dám? Ước gì cô ta chết đi. Các mẹ chơi chung với nhau cũng chỉ vì con mình. Đó không phải là tình bạn thật sự. Thay vì làm người khác buồn, sao chị không nghĩ cách để khiến bản thân mình được hạnh phúc? Đón xem Những Bà Nội Trợ Kiểu Nhật phát sóng 21 giờ, phát lại 7 giờ và 15 giờ hàng ngày từ 1 tháng 4 trên HTVC Viêm.